Hòa Minzy, Quân A, về tái hiện hit một thời của Sơn Tùng MTV. Cặp song ca Quân A, P, Hòa Minzy trở lại cùng với bài hát Như Ngày Hôm Qua Đình Đám của Sơn Tùng MTP sau loạt ca khúc ngọt ngào tại chương trình Biển của Hy Vọng. Sau hội y với hơn 30 bài hát, Biển của Hy Vọng được khán giả chờ mong sẽ có thêm nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ ở hồi 2 với chủ đề sự dữ dội của biển. Ở phần mới với bối cảnh quay tại làng Chài Cổ, Cù Lao Mái Nhà ở tỉnh Phú Yên, giám đốc sản xuất âm nhạc cũng tiết lộ sẽ bổ sung thêm nhạc cụ trong ban nhạc. Điều này giúp cho âm nhạc có thêm năng lượng, nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, nhẹ nhàng theo đúng concept chương trình. Tiền Cookie nói, Tiên muốn thông qua âm nhạc cùng với thiên nhiên nơi đây, đem lại cho khán giả cảm giác dữ dội, nồng nhiệt hơn một chút. Những ca khúc được lựa chọn sẽ mang chiều sâu tâm trạng hơn, những nỗi niềm thầm kín và có cả những trải nghiệm, mất mát của tuổi trẻ. Trong tập 9 vừa lên sóng, bên cạnh loạt ca khúc gợi nhớ về tuổi thơ, thì màn cover bản hit đình đám Như Ngày Hôm Qua của Sơn Tùng MTP với phần thể hiện của Quân A, P, Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong Biển của Hy Vọng, Quân A, P và Hòa Minzy có khá nhiều màn kết đôi ngọt ngào, ăn ý và lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như ở bản gốc, Sơn Tùng MTP đã từng gây bão khi thể hiện Như Ngày Hôm Qua thì dưới phần trình bày của Hòa Minzy, Quân A, P, bài hát trở nên mộc mạc, ấm áp. Ca khúc như một nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm năng lượng tích cực khiến cho bất kỳ ai nghe qua cũng cảm thấy tăng nguồn cảm hứng và muốn đứng lên nhún nhảy. Không chỉ vậy, màn trình diễn của Quân A, P, Hòa Minzy cũng mang một màu sắc khích lệ lớn nhờ vào bản phối chiêu nhưng không kém phần sôi động của ban nhạc. Giọng nữ nhẹ nhàng của Hòa Minzy và nam trầm ấm áp, khàn đặc trưng của Quân A, P làm cho Như Ngày Hôm Qua có thêm một phiên bản mới lạ, đầy cuốn hút để khán giả có thể bấm nghe đi nghe lại mỗi khi cảm thấy trống vắng và căng thẳng. Biển của Hy Vọng là chương trình truyền hình về âm nhạc, ẩm thực và hoạt động bảo vệ môi trường có Hòa Minzy, Tiền Cookie, Isaac, Đức Phúc, Quân A, P và chế Nguyễn Quỳnh Châu. Đây là show âm nhạc thực tế kết hợp với thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam do Viettel Media sản xuất. Chương trình lên sóng vào 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 21:30 trên YouTube.